Chiến thần ở rễ Dương Thanh, Tần Hành Tâm, chương 2696 đến chương 2700. Lời nói của Bách Lý Kinh Vân khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến sững sờ. Ai cũng không nghĩ tới Bách Lý Kinh Vân sẽ vì một người giới thế tục mà cầu xin. Ở đây rất nhiều người chỉ biết kết giới vỡ tan là do linh hồn của ma thần gây ra, lại không có bao nhiêu người biết được Dương Thanh là ai. Bây giờ Bách Lý Kinh Vân nói ra những lời này, về sau tất cả mọi người mới biết đến Dương Thanh. Bách Lý gia chủ tại ngốc trệ chỉ trong chốc lát, về sau lập tức giận tím mặt nói ra: "Làm càn! Bách Lý Kinh Vân, lập tức thu hồi lời vừa mới nói của ngươi, nếu không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Nói xong, hắn lại vội vàng nhìn về phía Đỗ Minh Chủ nói ra: "Đỗ Minh Chủ, khuyến tử chỉ là thuận miệng nói một chút, ngài đừng coi là thật." Đỗ Minh Chủ lại không thèm để ý đến Bách Lý gia chủ, mà là sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Bách Lý Kinh Vân. Bách Lý Kinh Vân một vẻ mặt không hề sợ hãi, cũng sắc mặt bình tĩnh cùng đối mặt với Đỗ Minh Chủ. Qua một hồi lâu sau, Đỗ Minh Chủ mới mở miệng hỏi: "Ta muốn biết ngươi vì sao lại muốn giúp hắn?" Bách Lý Kinh Vân nói ra: "Hắn là một đối thủ đáng giá được tôn trọng. Tuổi còn trẻ như vậy, thiên phú võ đạo lại xuất chúng. Một thanh niên tài tuấn như thế, hắn là nên được coi trọng, mà không nên bị vu oan giá họa. Cũng mong Đỗ Minh Chủ có thể thả cho hắn một con đường sống." Nói xong, ông ta hướng về phía Đỗ Minh Chủ cúi đầu thật sâu. Cho dù là Đỗ Minh Chủ thời điểm muốn thu nhận ông ta làm đồ đệ, ông ta đều không có cúi đầu bái lễ, mà bây giờ lại vì cầu xin thay cho Dương Thanh mà khom người bái lễ đối với Đỗ Minh Chủ. Ha ha, tốt, được. Đỗ Minh Chủ bật lên cười lớn nói ra: "Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Kinh Vân trọng tình trọng nghĩa, chỉ vén vẹn từng một lần tiếp xúc cùng Dương Thanh giới thế tục, liền vì thiên phú võ đạo xuất chúng của đối phương mà thay đối phương cầu xin. Đã ngươi muốn để ta thả cho hắn một con đường sống, vậy vi sư liền đáp ứng với ngươi, tạm thời thả cho hắn một con đường sống. Thế nhưng là ta cũng có một điều kiện, chỉ cần hắn có thể đáp ứng, ta liền cho hắn một con đường sống." Nghe được vậy, Bách Lý Kinh Vân lập tức vui mừng, liền vội vàng hỏi: "Ngài muốn để hắn đáp ứng điều kiện gì?" Đỗ Minh Chủ mở miệng nói: "Kinh Vân, ta hiện tại giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ngươi lập tức tiến về giới thế tục, tìm kiếm Dương Thanh, thuyết phục hắn gia nhập vào Liên Minh Thú Hộ. Chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập Liên Minh Thú Hộ, ta liền để cho hắn đảm nhiệm vị trí Thú Hộ thứ 10. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức chấn kinh. Tại bên trong Liên Minh Thú Hộ của cổ võ hạ giới, Đỗ Minh Chủ là người có thực lực mạnh nhất, cũng là người có quyền thế nhất. Ngay sau đó chính là thập đại thú hộ của Liên Minh Thú Hộ. Từ thú hộ thứ nhất đến thú hộ thứ 10, thú hộ thứ nhất là có thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất. Thú hộ thứ 10 là yếu nhất, địa vị coi như tương đối thấp nhất. Đương nhiên, đây chẳng qua là sự sắp xếp của thập đại thú hộ bên trong Liên Minh Thú Hộ. Phải biết, tại cổ võ hạ giới, liền xem như thú hộ thứ 10 của Liên Minh Thú Hộ, vô luận đi đến bất cứ nơi nào, đều là được đại lão đối đãi như thượng khách. Mà bây giờ, Đỗ Minh Chủ lại tuyên bố muốn để Dương Thanh tới đảm nhiệm thú hộ thứ 10 của Liên Minh Thú Hộ. Người của Khương gia cùng người của Bách Lý gia tộc, từng kẻ sắc mặt đều hết sức khó coi. Tại bên trong cổ võ hạ giới, cùng Dương Thanh có ân oán chính là hai gia tộc này. Một khi Dương Thanh trở thành thú hộ thứ 10 của Liên Minh Thú Hộ, thì trong thời gian sắp tới, Bách Lý gia tộc cùng Khương gia liền sẽ không dễ chịu gì. Bách Lý gia chủ lúc này đứng lên, mở miệng nói: "Đỗ Minh Chủ, tuyệt đối không thể à. Dương Thanh đến từ giới thế tục, trong cơ thể hắn lại có linh hồn ma thần ẩn náu.
Nếu để cho hắn tới đảm nhiệm vị trí thủ hộ thứ 10 của Liên minh thủ hộ, điều này đối với toàn bộ cổ võ hạ giới mà nói đều chính là một thảm họa. Khương gia chủ cũng gấp gáp đứng dậy theo, nói ra: đúng vậy à, Dương Thanh tuyệt đối không thể đảm nhiệm. Không thể đảm nhiệm vị trí thủ hộ thứ 10 của Liên minh thủ hộ. Coi như thiên phú võ đạo của hắn xuất chúng cũng không được. Ai biết được lúc trước hắn biểu hiện ra thực lực cùng thiên phú, đến cùng là linh hồn của ma thần mượn nhờ thân thể hắn triển hiện ra, hay là bản thân hắn liền đã có thiên phú như vậy chứ. Ma thần phải chết. Nếu để cho hắn trở thành thủ hộ thứ 10, liền tương đương với việc gieo một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào trong liên minh thủ hộ. Cũng mong Đỗ Minh Chủ nghĩ lại. Theo lời phản đối của Bách Lý gia chủ và Khương gia chủ, những gia chủ của các thế lực khác cũng nhao nhao mở miệng. Cũng mong Đỗ Minh Chủ nghĩ lại. Tại trong mắt những đại lão cổ võ hạ giới này, một người đến từ giới thế tục căn bản cũng không có tư cách gia nhập vào liên minh thủ hộ, nhất là còn muốn trở thành thủ hộ thứ 10. Bọn hắn không thể chịu đựng được chuyện để một người giới thế tục địa vị tại cổ võ hạ giới ngự trị ở bên trên bọn hắn. Đỗ Minh Chủ không hề trả lời đám người này, mà là vui tươi hớn hở nhìn về phía Bách Lý Kinh Vân, nói ra: ta làm như vậy người có hài lòng hay không? Bách Lý Kinh Vân liền vội vàng gật đầu: đa tạ lão sư, tôi hiện tại lập tức tiến về giới thế tục tìm kiếm Dương Thanh, nhất định khiến cho hắn phải gia nhập vào liên minh thủ hộ, đồng thời trở thành thủ hộ thứ 10. Ha ha, tốt, đi đi. Đỗ Minh Chủ vung tay lên, vừa cười vừa nói. Bách Lý Kinh Vân không nói hai lời, ngay lúc này liền rời đi. Bách Lý gia chủ lần nữa cầu khẩn: Đỗ Minh Chủ, ngài thực sự dự định muốn để người giới thế tục kia trở thành thủ hộ thứ 10 hay sao? Hắn có tư cách gì chứ mà được gia nhập vào liên minh thủ hộ như vậy à? Đỗ Minh Chủ cũng mong ngài nghĩ lại à. Đỗ Minh Chủ hiếp mắt nhìn chằm chằm Bách Lý gia chủ, nói ra: Bách Lý Kinh Vân là con trai của ngươi, là hắn muốn ta cho Dương Thanh một con đường sống. Lại nói, ta đã hạ lệnh để Bách Lý Kinh Vân tiến về giới thế tục tìm kiếm Dương Thanh. Ngươi đây là dự định muốn để cho ta phải nuốt lời hay sao? Trong giọng nói của Đỗ Minh Chủ rõ ràng mang theo vẻ không vui. Bách Lý gia chủ lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói: không, không dám. Đỗ Minh Chủ ánh mắt quét qua toàn trường, mở miệng nói ra: được rồi, hiện tại nên nói về việc Khương Bằng của Khương gia lấy thực lực thiên cảnh ở giới thế tục bộc phát chiến đấu, gây ra chuyện kết giới bị phá vỡ. Khương gia nên nhận sự trừng phạt như thế nào đây? Người của Khương gia đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn vốn cho rằng sự tình cứ như vậy mà trôi qua, không nghĩ tới Đỗ Minh Chủ vẫn còn muốn trừng phạt Khương gia. Khương gia chủ lúc này quỳ trên mặt đất, sợ xanh mặt mày, tiếp tục cầu khẩn: Đỗ Minh Chủ cũng mong ngài xem ở các thế hệ Khương gia đều đang ra sức thủ hộ cổ võ hạ giới, thả cho Khương gia một con đường sống. Khương gia nguyện ý dâng lên 1 tỷ linh thạch, mặt khác nguyện ý phái ra toàn bộ cường giả thiên cảnh khác họ nghe theo sự phân phó của liên minh thủ hộ. Lời nói của Khương gia chủ giống như một đạo kình lôi nổ vang tại hội trường. 1 tỷ linh thạch cũng không tính là gì, thế nhưng là tất cả cường giả thiên cảnh khác họ đều giao cho liên minh thủ hộ đến chi phối, quả thực chính là tự mình chặt mất hai tay. Tại cổ võ hạ giới, bất kỳ một thế lực đỉnh tiêm nào đều có hơn phân nửa cường giả là khác họ. Bây giờ Khương gia lại muốn đem tất cả cường giả thiên cảnh khác họ giao cho liên minh thủ hộ, đích thật là rất có thành ý. Chính yếu nhất là một điểm, Khương gia có thể tiếp tục còn sống bởi vì những cường giả thiên cảnh khác họ này gia nhập liên minh thủ hộ về sau, tất nhiên sẽ có người nhớ kỹ ân tình của Khương gia trước đây, ngày sau sẽ đối với Khương gia ra tay giúp đỡ. Nếu là dựa vào quyết định trước đó của Đỗ Minh Chủ
đem Khương gia, tất cả cường giả thiên cảnh khác họ nhập vào Bách Lý gia tộc, thì Bách Lý gia tộc tất nhiên sẽ cường đại hơn gấp mấy lần. Thế nhưng là Khương gia lại vì nguyên nhân quan trọng này mà dần dần bước trên con đường diệt vong. Đến thời điểm đó, Bách Lý gia tộc tuyệt đối sẽ không cho phép Khương gia khôi phục lại sự huy hoàng của năm xưa. Đỗ Minh Chủ cười hít mắt, nhìn chằm chằm Khương gia chủ. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói ra: đã Khương gia chủ có ý hối cải, vậy ta liền cho Khương gia một cơ hội. Hết. Ít ít nhưng mà thôi kệ, ngày nào cũng có, chứ đừng như cao thủ chân tu. Cao thủ chân tu ngày có ngày không, chán đời.